xin mến chào tất cả các bạn. Ui, chào gì mà chào? Ủa, đâu ra vậy? Cà phê không? Mùa này mà dịch bệnh mà đi nhằm nhỏ gì? Cà phê cái gì? Vậy thì review món này được không? Ok, được nha. Xin chào mọi người, ngày hôm nay Dũng sẽ thưởng thức cái món xôi gà nhà làm nha mọi người. Đây, phần xôi rất là ngon, rất là hấp dẫn. Nóng lắm á mọi người. Thơm, cực kỳ là thơm luôn. À, và mình ăn với đặc trưng luôn mọi người, bao ngon luôn. Thịt gà kho nha mọi người, tại vì cái khẩu vị của mình rất là mặn. Giờ không có căng, không có còn chạy chờ gì hết á. Thưởng thức không mọi người ơi. Đây là phần sau nha mọi người. Đó. Xin mời mọi người nha. Ngon quá. Cái này là thịt gà kho nước đó mọi người. Thịt gà ốp kho nước bình thường thôi. Mình ăn mình rướn vô mình ăn mình đợi mình ăn gì đâu. Ngon quá. Mẹ mình làm ngon quá. Ơi. Mình ăn á thì xôi á thì nó đặc trưng rồi mọi người. Nó dẻo. Rất là ngon. Và cái xôi này á mọi người nó đã hấp được cái thứ nhất là cái độ ngọt của thịt gà và cái nữa là trong quá trình mình nêm nếm á mọi người. Xôi nó hấp vô rất là đều, mẹ mình làm rất là ngon. Thì để làm được cái xôi này á thì mọi người cần sử dụng những cái loại những cái phần thịt con gà khi mà mình mần ra rồi với gan lòng mời mình bầm ra, sau đó mình sẽ xào chung với thịt và xôi thì mình nên mua về mình nấu riêng ở ngoài, rồi sau đó thì khi phần thịt này gần chín rồi đó thì mình sẽ hạ xôi vào và mình sẽ xới lên cho cái phần xôi á với cái phần thịt gà nó hấm đều thì nó sẽ rất là ngon nha mọi người, nó rất là ngon luôn, cực kỳ là ngon. Mọi người bắt đầu thử ý. Rồi xôi này á, nó có cái ưu điểm là nó phải ăn nóng mới ngon nha mọi người. Đó. Gà thì mình phải sử dụng gà ta, gà hả vượng, gà mà gà nhà nuôi á, chứ mình đừng có sử dụng những loại gà công nghiệp nha mọi người, ăn không có ngon đâu. Phải nói mẹ mình làm ngon lắm mọi người, mình giống như gia truyền của mọi người, nấu ngon ghê. Ăn này khỏi cơm luôn mọi người. Bao ngon. Nó ngon là vì sao? Cái con gà này nè mình mang ra rồi mẹ mình nấu xôi thì nó không có tốn thịt bao nhiêu nè, thịt vẫn còn nè mọi người nè, thịt để kho nước hoặc là nấu canh, xương phần xương thì mình nấu canh, chủ yếu là đốt một ít thịt với lại cái phần gan mời lòng đó thì mình sẽ sắt và mình sẽ xào, thì khi mà mình làm như thế thì cái phần xôi này nè nó hấm đều với gia vị luôn và hấm với cái độ ngọt của thịt luôn, ăn nó rất là ngọt nha mọi người. Mời mọi người nha. Mình á, tại sao mình rắc cái nước này vô đây? Tại vì á, mình ăn mặn, mình muốn tăng cái hương vị. Còn cái này là cái thịt kho nè mọi người. Gà kho mà dạng kho nước á mọi người. Kho nhiều nước thì mình ăn cơm mình chan lên đó thì mình thích ăn vậy. Rồi mình rướn lên thôi để mà nó tăng cái khẩu vị của mình lên. Nó ngon lắm mọi người ơi. Ok luôn. Mọi người thông cảm nha, mình ngồi ở ngoài mình quay nè. Nó nóng lắm mọi người. Mà không dám bật quạt. Đâu phải là trong phòng lạnh đâu. Ngồi ở đây quay nó nóng. Ăn một xíu mà nó đổ mồ hôi một kê chứ. Thì trong cái thời gian mà cách ly toàn xã hội á mọi người, thì chúng ta cũng cố gắng là nên ở nhà tránh dịch.
và hạn chế đi ra đường nha mọi người. Và khi mà chúng ta mà cần cái nhu cầu nhu yếu phẩm về ăn uống rồi này nọ mà cần thiết nhất á, thì chúng ta mới ra đường. Thì khi chúng ta ra đường thì chúng ta nhớ đeo khẩu trang. Đây khẩu trang cho mọi người xem. Đây khẩu trang. Khẩu trang này mình mua 5.000 à, chứ không nhất thiết gì mà mình phải đi mua những cái loại khẩu trang y tế dởm hoặc là rẻ tiền ha. Mình mua thì mình mua mất tiền, nhưng mà khẩu trang đó toàn là những cái khẩu trang rẻ tiền thôi. Mình mua những cái khẩu trang này rồi mình sử dụng những cái loại mà dung dịch mà sát khuẩn như thế này. Nhà mình là tài nhiều lắm. Hồi trước á, không dịch bệnh hay dịch bệnh đi chăng nữa, mình cũng rất là hay sử dụng cái xà bông Lifebuoy rửa tay mọi người. Mình rất là thường xuyên rửa tay, nó có một cái thói quen rồi mọi người. Cho nên là mọi người phải cố gắng là khi mà ra ngoài thì cũng nên, ví dụ như cái những cái thiết bị mà trong nhà mình nó dơ lắm mọi người, ví dụ như cái đầu móc nè, cái đầu móc máy lạnh, cái đầu móc máy quạt nó rất là dơ, hoặc là cái gì, cái công tắc bóng đèn, cái công tắc bóng đèn nó rất là dơ nha mọi người, đâu có được lau chùi đâu. Điện thoại cũng là rất là dơ, nhưng mà mình á thì cái điện thoại mình lau, mình rất là hay lau nha mọi người, rất là hay lau, mình rất là kỹ đó. Cho nên là mình khuyên mọi người, rồi ví dụ như đối với các bạn, đối với các em mà trong cái thời gian mà dịch bệnh mà không đi học á, thì theo quy định của bộ thì chúng ta mặc dù là chúng ta không đi học nhưng mà chúng ta vẫn có thể ở nhà chúng ta học bằng những hình thức online, rồi bằng những cái hình thức tự học ở nhà. Bộ giáo dục khuyến khích như thế thì mình mong là các bạn hoặc là các em nhỏ còn đi học thì cũng nên, chúng ta cũng nên cố gắng để chúng ta cập nhật những cái kiến thức, tại vì bộ có những cái chương trình tinh giảm đó, mọi người các em nên học và chúng ta nắm được cái kiến thức đó. Trong cái năm nay năm dịch bệnh thì phải chấp nhận thôi. Rất là khuyến khích những bạn, những em học sinh sinh viên, khuyến khích cái nhà ở việc là tự học ở nhà nha mọi người, nha mọi người. Mà mọi người nóng quá mọi người á, mùa hôn ok không? Ngon ngon lắm á, xôi cũng dẻo, chả nó ngọt. Ăn một cái túi có lẳng lẳng cái phần mời á, nó dai, lòng nó cũng đỏ, dai sực 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 sực. Nè mọi người, nè đây là cái lòng gà nè. Ok. Hoặc là đối với những bạn mà lớn hơn, khi chúng ta học xong rồi á, ta cũng đừng có thèm ra đường chơi tụ tập, mà ví dụ như mình có thể là làm một món ăn ngon như là món xôi này, hoặc là có thể là mình trồng rau. Muốn Dũng sẽ hướng dẫn video, có những hướng dẫn cho bạn xem luôn. Mình mua rau mầm về mình trồng, mình xào cái bò ăn ngon lắm mọi người. Nó cực kỳ đơn giản mà khi mà mình tạo ra một cái nhu cầu nhu yếu phẩm mà mình tự tạo ra, mình ăn nó rất là ngon nha mọi người. Mình rất là trân quý những điều đó. Chứ đừng có ra đường tụ tập chơi bời đồ mọi người. Công an bắt cách ly rất là mệt cho mọi người. Mọi người mình làm đúng thì mình mới chịu thôi. Nói thiệt với mọi người luôn, mình ăn hết này luôn khỏi cơm, tại vì cái đặc điểm của xôi á là ăn nó no lâu lắm nha mọi người. Mình ăn mình nướng nước thịt lên đó mọi người, nó đậm đà, nó vừa đậm đà mà nó vừa ngọt cái vị thịt gà đó mọi người. Mẹ mình làm ngon quá mọi người, vừa sạch vừa hợp vệ sinh. Mình có một dạng nấu xôi nữa là xôi đặc, xôi bình thường đó mọi người, nấu ra xong cái người ta có thể bỏ lá dứa được cho nó thơm đó mọi người. Khi mà người ta bán á là xôi trắng á, cái người ta sẽ thịt gà đồ á mọi người, gà công nghệ bắt một cái đùi như thế thì người ta sẽ xắt nhỏ ra, xong rồi người ta chiên lên, người ta chiên cho giòn, người ta nêm, xong rồi người ta phột bỏ lên trên á mọi người. Mình ăn thì hợp 50.000 nó, mọi người biết rồi chứ gì, thì ăn mình đảm bảo nó sẽ không bao giờ ngon mà cái món xôi nhà làm được của mình. Ăn rất là ngọt. Bữa nào mình sẽ làm món xôi gà trứng ngon, trứng non cho mọi người xem. Món bữa trẻ thôi, bữa trẻ. Nước con nước này cũng mặn mọi người, vừa ăn
đối với những em nhỏ mà cùng đi học á, người này có thể là dành thời gian, ví dụ như mình xin tiền ba mẹ mình mua nhiều, mình đừng mua nhiều, mình đừng có xin tiền ngoài á, mình mua dây ha, về cái mình lấy giấy mình tự làm con diều, mình thử trải nghiệm cuộc sống, mình thử nấu một món ăn, mình thử trồng một cái vài ba luống rau, mình nấu hết phần này luôn khỏi cơm rồi. Đừng có đánh đổi sinh nông nổi, lên mạng chia sẻ những thông tin không có chính thống, rồi bị dâm ăn lên mạng của nước mình đi quét rồi bắt rồi kêu lên tỉnh phạt tốn tiền cho mọi người, vừa tốn tiền vừa quê. Chúng ta đừng có câu like như thế, câu like như thế không hiệu quả, và câu like như thế cũng chả là cái gì cả. Mình phải hiểu được cái mục đích mình làm. Facebook kiếm tiền được nha mọi người, Facebook kiếm tiền được, nhưng mà mình phải biết mình câu like vô bổ là công an tới nhà thế nào họ cũng biết hết. Mình chia sẻ những thông tin sai lệch, mình chia sẻ những cái thông tin, những cái luồng không chính thống, mình like, mình comment, mình bình luận, mình tương thích với những cái luồng thông tin sai sự thật là mình cũng có vấn đề đó mọi người. Khi mà bình thường thì không sao, nhưng mà đến lúc mà đi quét rồi đó thì mọi người đừng không thoát đâu mọi người. Nên là mình muốn lưu ý về cái vấn đề sử dụng Facebook, mạng xã hội, Zalo các thứ rất là nhạy cảm nha mọi người. Thấy vậy thôi chứ nó rất là nhạy cảm. Phải nói là nó ngon. Hơn một chén thôi mình ăn hết luôn. Mọi người về thử làm thử coi. Cứ xôi này. Rồi gà kho hết nước rồi nè. Gà kho nước như này nè. Mình ăn cái mình rướn vô mình ăn. Ngon mà tăng khẩu vị cực kỳ. Được rồi. Ngon. Gà gì mà nó dai vậy? Mọi người mà các bạn nào rảnh á thì xem video Dũng về cái rau mà Dũng trồng mọi người dễ. Tuyệt vời. No mọi người. Cho có lẽ là Dũng xem những video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của Dũng. Chúc mọi người một ngày mới thật là tốt lành. Xin chào mọi người.